Vừa qua tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, Đảng bộ Vinataba và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai một cách chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, học đi đôi với làm, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động là việc Đảng bộ Tổng công ty vinh dự và tự hào được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là một trong những gương tập thể điển hình in trong cuốn sách Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đó có lẽ là dấu ấn vô cùng đặc biệt, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ Tổng công ty trong việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.